Không, nếu chúng tôi muốn lấy nhau, chúng tôi phải tổ chức ba lễ thưa grace. If we would like to have a wedding with each other. Chúng tôi phải tổ chức ba lễ. We must establish three ceremonies. Một lễ là ceremony, ba lễ là ceremonies. Ceremonies. Rồi, như vậy ở đây mình xong cái chữ truyền thống rồi. Người ta hay gọi là phong tục tập quán. Mình sẽ có một từ trong tiếng Việt là từ phong tục tập quán. Tiếng Anh là mình sẽ dùng từ customs. Như thế này đây. Custom, phong tục tập quán, truyền thống, tradition. Ở đây là như thế. Rồi, tiếp theo nhé. Phong tục tập quán của người Việt là gọi là phong tục tập quán của người Việt là lễ đính hôn trước khi lễ đính hôn và lễ kết hôn trước khi trước đám cưới thì mình nói như thế nào trong tiếng Anh đại lịch. Phong tục tập quán của người Việt là lễ kết hôn và lễ đính hôn trước đám cưới. The custom in the Vietnamese people of the Vietnamese people. Yes, là lễ đính hôn và lễ kết hôn trước khi đám cưới. Is that phong tục tập quán của người Việt? Marriage ceremony and attachment ceremony. Marriage ceremony and engagement ceremony. Trước khi lễ cưới, trước khi cưới là before the wedding. À, thứ nhất, nếu mà muốn dùng cái chữ dân tộc, chữ the sẽ đứng trước chữ people. Cái thứ nhất. Cái thứ hai thì khi mà mình là dùng danh từ số nhiều, thì mình sẽ dùng động từ to be là are. Cái thứ ba ở đây nó không phải là có chữ là the reason, why, rồi is that, mà đây chỉ là một cái câu bình thường thôi. Là cái phong tục tập quán của người Việt là cái gì đó. Như vậy lễ đính hôn là engagement ceremony, lễ kết hôn là marriage ceremony, và trước đám cưới là before the wedding. Tiếp theo, ở đây mình sẽ tiếp tục vào câu number 4, sorry. An architect is someone very easy ở đây. Nếu mà là con người và nó dịch là mà trong tiếng Việt thì mấy bạn hãy luôn luôn nhớ là dùng từ who trong tiếng Anh. Ở đây nhé, là who designs building, là người mà gọi là vẽ nên những cái, thiết kế lên những cái gọi là tòa nhà. Nói về kiến trúc sư, the architect. Rồi mình có thể nói là kiến trúc sư sử dụng phần mềm để thiết kế tòa nhà. Như vậy ở đây, sử dụng phần mềm, think please, kiến trúc sư sử dụng phần mềm để thiết kế tòa nhà. How can you say this in English? The architect used the software to design the buildings. Rồi nhìn nhé. Ở đây thì trước giờ mình học ấy, mình sử dụng tiếng Việt như thế nào, tiếng Anh như thế đó. Sau sử dụng sự cộng danh từ. Còn bây giờ muốn nói á, sử dụng cái gì, sử dụng cái danh từ này để làm cái gì, lúc đó người ta mới để những cái từ để. Để có nghĩa là thu. Rồi sau tiên sẽ là cộng thêm một action verb nữa. Thì bây giờ nhìn vào, nhìn ngược lại câu này. Use mà đi chung với thu là câu này là nó đã bị sai rồi. Sai là nó đi chung như thế là nó sai hoàn toàn. Rồi ở đây là cái công thức mà mình cần phải chú ý là đây. Sử dụng cái gì để làm cái gì trong tiếng Anh. Ở đây, như vậy bây giờ mình sửa lại. Kiến trúc sư sử dụng phần mềm để thiết kế tòa nhà. How can you say this in English then? The architect used the software. Chữ này đây là danh từ số ít, là một người. Do đó lý do tại sao uses the software to design the building. Design
the beauty thì là câu đúng trong tiếng Anh. Như vậy mà để tăng cấp lên thì phải cực kỳ nhớ những cái chi tiết. Không phải lúc nào cũng dùng to được đâu. To khi nào dùng? Thứ nhất, to. To đứng ở giữa là hai động từ. Verb 1, to. Verb 2. Cách thứ nhất. Cách thứ hai, to khi nào dùng? To nó đứng sau cả một câu để diễn tả mục đích. Còn cho một cái action verb trong tiếng Anh. Gọi là so to sẽ có thêm một cái verb nữa. Và cách thứ ba khi nào dùng to? Nửa tính từ và nửa động, nửa tính từ và động từ người ta sử dụng to. Đây là ba cách dùng to trong tiếng Anh. Chứ không bao giờ mà một cái động từ mà đi trực tiếp với to như cái này. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cần chú ý. Use đọc là you. Thở gió ra đánh lưỡi lên chữ đờ. Use có thể đi chung với to với một cái nguyên nhân là nó có nghĩa là đã từng làm cái gì đó. Như vậy ở đây mình đang có một cái công thức. Công thức ở đây là use to sẽ cộng cho một cái động từ nguyên mẫu. Khi mà mình muốn nói là mình đã từng làm gì đó trong quá khứ như thế này đây. Thực hành ba cái công thức này. Miễn sao mà nó nhuần nhuyễn là thôi. Một verb, hai verb. Thứ hai, một câu và to. Thứ ba, tính từ và to. Ở đây, rất vui. Rất vui những kết quả từ trường học. Trong tiếng Việt có từ rất đứng đầu câu. Đứng đầu câu, từ rất đứng đầu câu. Đứng đầu câu nói hoặc câu viết. Đó là tiếng Việt. Tiếng Anh luôn luôn dùng chủ ngữ ảo. It is cái gì đó. To cộng cho action verb. Rồi mấy bạn nhìn cái này, mấy bạn nhìn ra nó là công thức gì mà. Nhìn đi. Thì nó là công thức này. Tính từ đi chung với động từ là như thế nào đây. Ở đây bắt đầu ráp vào. Rất vui những kết quả từ trường học. Tuần please. Is a happy to receive the result from the school. From the school. Rồi tiếp theo, tôi cảm thấy biết ơn nhận sự giúp đỡ từ bạn. Muốn làm được câu này, mấy bạn học cái từ biết ơn rồi. Biết ơn trong tiếng Anh là từ grateful. Grateful là biết ơn, đây là tính từ trong tiếng Anh. Nếu muốn nói là lòng biết ơn hoặc là sự biết ơn, người ta sẽ có một cái danh từ được gọi là gratitude, được gọi là lòng biết ơn hoặc là sự biết ơn trong tiếng Anh. Và bắt đầu mình giáp thôi nhé. Tôi biết ơn nhận sự, tôi biết ơn tại vì tôi nhận sự giúp đỡ từ bạn. How can you say this in English? Thưa, please. Tôi biết ơn tại vì tôi nhận sự giúp đỡ từ bạn. Ok, Diễm Linh ráp dùm thư nhé. Tôi biết ơn tại vì tôi nhận sự giúp đỡ từ bạn. I'm grateful because I receive. Đặt câu cho tính từ và xác định. Đặt câu cho tính từ chứ không phải đặt câu cho động từ. Không thể nào mà ráp xung tồn như thế được. Như vậy khi đặt câu cho tính từ phải có cái gì? Tôi biết ơn. I am grateful because I receive. Yeah, khi tôi nhận của bạn. I receive to have from you. Tiếp theo, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến với bạn. Tại vì bạn giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến với bạn. Thì vậy ở đây mình đang muốn cái chữ, mình đang muốn sử dụng được cái chữ là được gọi là bày tỏ trong tiếng Anh. Mấy bạn dùng cái chữ là chữ bày tỏ. Khi mấy bạn bày tỏ cái gì đó, mình sẽ có cái chữ bày tỏ. Bày tỏ, express trong tiếng Anh. Expresses, đọc là expresses. Khi dùng cho he, she, it. Như vậy, tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi đến với bạn.
Tại vì bạn giúp đỡ tôi quá nhiều. How can you say this in English? Đúng đâu. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi đến với bạn. I want to express your gratitude. Tôi muốn bày tỏ sự biết ơn của tôi đến với bạn. To you. Tại vì bạn giúp đỡ tôi quá nhiều. How can you say this in English? Because you help me a lot. You help me a lot. Rồi mấy bạn nhá, nhìn nhá. Từ nay về sau, khi mà nói đến cái từ giúp đỡ trong tiếng Anh, trong đầu người nghĩ đến từ help, thì mấy bạn hãy nhớ đến từ assist trong tiếng Anh. Assist cũng là nghĩa giúp đỡ. Và nói đến sự giúp đỡ trong tiếng Anh, trong đầu của mình nhớ đến từ help. Nó là danh từ luôn mà. Danh từ của từ assist gọi là assistance. Nhớ thổi gió ra. C-E bằng với âm S trong tiếng Anh. Chứ đừng có đọc là assistant. Nếu đọc như thế thì người ta lại nghĩ đến cái từ trợ lý trong tiếng Anh. Thì lại sai nữa. Rồi như vậy ở đây, bạn giúp đỡ tôi quá nhiều trong cuộc sống. Bạn giúp đỡ tôi quá nhiều trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao tôi biết ơn bạn. English please, Diễm Linh. Bạn giúp đỡ tôi quá nhiều trong cuộc sống. Yes, you help me a lot of in my life. A lot use. Yeah. Assist. Ok, như vậy bạn giúp đỡ tôi quá nhiều trong cuộc sống ạ. You assist me a lot of in my life. Câu này sai. Cái sai của cái thứ nhất. Mấy bạn hãy nhớ. Khi mà mấy bạn muốn nói cái hành động của mấy bạn á, mà mấy bạn dùng chữ nhiều á, mấy bạn dùng chữ nhiều cho hành động á, thì chỉ có duy nhất một cái cấu trúc trong tiếng Anh mà thôi. Khi mình dùng cái chữ nhiều trong hành động ấy, thì cái cấu trúc gì đây? Muốn dùng cái chữ nhiều trong hành động thì mấy bạn phải nhấn cái cấu trúc được gọi là cái action của mấy bạn. Nó sẽ cộng cho cái từ là very much, hoặc nó sẽ cộng cho cái từ a lot. Và đây, bây giờ đặt câu hỏi ra. Khi nào dùng very much thì nhớ đến từ được gọi là I love him a lot. Như vậy chỉ nói đến tình cảm, nói đến cảm xúc mà muốn nói nhiều, người ta sẽ dùng từ a lot trong tiếng Anh. Còn lại những cái gì mà trong cuộc sống hãy dùng từ very much, không dùng từ a lot. Và đó lý do tại sao mà trong cuộc sống cái câu mà bình thường nhất là cảm ơn bạn rất nhiều, thank you very much, chứ không ai nói là thank you a lot hết. Thì người ta chỉ nói là thanks a lot là thôi. Và đây, như vậy liên quan đến mặt cảm xúc tình cảm, người ta sẽ dùng từ a lot. Còn nói về những cái gì mà đời thường trong cuộc sống, người ta sẽ dùng từ very much trong tiếng Anh. Là như thế, very much trong tiếng Anh. Rồi như vậy ở đây, bạn giúp đỡ tôi quá nhiều trong cuộc sống, thì con này nên chỉnh sửa như thế nào thì đúng? You assist me very much. Trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao tôi biết ơn bạn. This is the reasons why I biết ơn bạn. Grateful you. Grateful luôn luôn đi chung với tình thương. Hoặc là two words. Mình biết ơn đến ai đó. Tôi biết ơn bạn. I am grateful to you. Là như thế này. Hoặc là I am grateful towards you. Là như thế này. Rồi nãy giờ thì mấy bạn rap á. Cái sai của mấy bạn á. Là lúc nào mấy bạn nói đến cảm xúc thì mấy bạn hay quên dùng I miss her. Đó là một cái sự nguy hiểm. Rất là kinh khủng trong tiếng Anh. Như vậy cái lưu ý của cái ca này đấy. Là khi mà mình rap trong tiếng Anh thì nó. Đối với tiếng Việt nó cũng chỉ có hai dạng câu. Dạng thứ nhất, dạng câu thứ nhất, dạng một ấy, gọi là câu có hành động, rap bình thường thôi. Câu có hành động có nghĩa là chủ ngữ, động từ, vị ngữ, chia chủ động vị. Thế thôi. Còn cái dạng thứ hai, mình sẽ có cái dạng thứ hai trong tiếng Anh là câu không có hành động. Nếu mà gọi là câu không có hành động, ta sử dụng động từ to be để đi với tính từ, ta sử dụng động từ to be để đi với danh từ trong tiếng Anh. Và cái sai tiếp tục nữa là cái sai mà mấy bạn hay dùng tính từ trong tiếng Anh. Tính từ nó luôn luôn đứng trước danh từ, chứ không phải là danh đứng trước tính từ. Nếu mà mấy bạn làm sai một cái chủ định ngữ pháp nhỏ như thế này, thì khi mà mấy bạn nói thì luôn luôn sai. Nó sẽ làm cho mấy bạn mất điểm rất là nhiều.
a lovely girl. Tính luôn luôn tiếng danh chứ không phải là a girl lovely là như thế. Như vậy đây là cái lưu ý cho cái phần mà mình vừa sửa bài, mình vừa ráp câu như thế này. Nhìn nó rất là kỳ công, tại vì nếu mà Sorry, chờ tắt mất rồi. Oh, hello, can you hear me? Hello. Yes. Yes, I hear you. Thank you so much. Như vậy ở đây mình đang có ba cái lưu ý nè. Lưu ý thứ nhất là câu 1 và câu 2, tiên và linh hay sai. Lưu ý thứ ba đấy là thằng nãy tương hay sai nhiều nhất là tính từ đứng trước danh từ. Khi mà mấy bạn mở miệng ra nói trong tiếng Anh ấy, hoặc là đọc bút xuống viết, mấy bạn phải hỏi bản thân của mấy bạn. Cái câu của mấy bạn viết đó, nó có hành động không? Nếu cái câu của mấy bạn viết đó, nó bình thường, nó không có hành động, nó có hành động đó, thì mấy bạn chỉ cần chia là chia chủ động vị như thế này thôi là nó xong rồi. Còn mà cái câu của mấy bạn nói mà nó không có hành động đó, thì quá dễ rồi. Mấy bạn hãy nhớ đến động từ to be và cộng cho tính từ trong tiếng Anh. Động từ to be cộng cho tính từ chứ đừng có để câu nó trống không. Rồi cuối cùng tính thì luôn đọc chức danh từ là a lovely girl. Như vậy khi mình nói trong tiếng Việt mình không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ mình cân bằng lại tiếng Việt và tiếng Anh thì lúc mà mấy bạn nói là mấy bạn phải cực kỳ cẩn thận, tại vì khi mà sai thì nó sẽ làm cho mình sai mãi luôn và cứ đứng mãi cái cấu trúc ngữ pháp đó. Như vậy khi nói khi viết chỉ có phân biệt hành động dùng quá dễ, I will you they như thế nào, he she động từ như thế nào. Khi mà không có hành động thì người ta hay nói là câu cảm xúc. Câu cảm xúc nói về cảm xúc, nói về tính từ trong tiếng Anh thì lúc đó mình phải sử dụng am, is, are và cuối cùng là tính từ luôn luôn đặt trước danh từ là thế. Rồi ở đây thì cái bài của mình á, là gọi là mình vừa sửa bài, mình vừa ôn lại và mình vừa mở rộng ra. Thì hồi nãy mấy bạn mở rộng ra là cái vốn từ vựng về cưới này nọ là thường người ta hay đánh vào cái tô ích á, người ta hay để cho mấy bạn xem là gọi là cái động từ của kết hôn là gì, rồi danh từ của kết hôn là gì, nó sẽ phân biệt danh, động, tính là như thế. Vì do đó thì mấy bạn khi học mấy bạn nhớ ghi xuống nhé. Sau khi học thì nhớ ghi xuống và tập đọc, đọc liên tục, miễn sao đọc đến khi nào mà mình nghe mình thấy mình phát âm đúng là xong. Rồi như vậy hôm nay là mình vừa khai thác bài cũ, ôm lại bài cũ, khai thác về kiến thức mới và vừa sửa bài luôn. Thì ngày mai mình sẽ sửa sola, gọi là mình sẽ sửa song song với lại cái bài tiếp theo là passive voice. Rồi tiếp tục ca khác nữa là mình sẽ sửa tiếp tục đến assignment. Sau khi mình đi ba cái bài này, mình lại quay về cái cuốn được gọi là cái cuốn PET. Sau khi lên sau cuốn PET là mình lại quay về tụi X và bắt đầu lại quay ngược về ba cái chủ điểm này. Như vậy cái chủ điểm ngữ pháp khi cho thì sẽ sửa trong một tiếng, và trong tiếng đó thì vừa sửa vừa khai thác. Thì những cái phần sau thì nó dễ rồi. Mấy bạn sẽ làm được hết là không sao đâu. Như vậy mấy bạn nhớ nhé, mình sửa bài là mình khai thác, và khi khai thác là phải học thuộc. Học thuộc bằng cách là đọc to thành tiếng thôi, chứ đừng có học thuộc lòng. Học thuộc lòng là nó không bao giờ sử dụng được tiếng Anh đâu. Rồi bây giờ là 8 giờ đúng, 9 rưỡi rồi. Ngày mai mấy bạn là có lần một ca vào thứ bảy. Thứ bảy thì mấy bạn sẽ có ca vào lúc 8 giờ tối. Cho nên thì ca này là học xong là chỉ có sửa bài thôi và mở rộng và ôm lại thôi. Mấy bạn nhớ ghi bài vào vở nhé. Thank you so much for today guys. See you tomorrow at 8 p.m. Good night and goodbye guys. Bye-bye, teacher. Yes, goodbye. Thank you so much. Bye-bye.